Chúa cùng anh chị em. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi rao giảng, giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Cha Quảng đã tin tưởng cho con được chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn. Mà đứng trước một người giảng rất là nổi tiếng như Cha Quảng thì con run quá. Một vị giáo sư về giảng thuyết. Thôi kệ, cứ vâng lời trước. Bây giờ cho con hỏi một câu. Một Chúa mấy ngôi ạ? Ba Chúa mấy ngôi ạ? Đấy, con một câu hỏi vui thôi. Bây giờ là câu hỏi nghiêm túc. Con nghĩ rằng là cộng đoàn sẽ giỏi giáo lý, nhớ giáo lý, đúng không ạ? Vậy thì trong đạo Công giáo của mình thì có mấy mầu nhiệm chính ạ? Có ai biết không? Mấy ạ? Ba. Thứ nhất, dạ, một Chúa ba ngôi. Thứ hai, dạ, ngôi hai xuống thế làm người. Thứ ba, dạ, con cảm ơn chú. Là đúng rồi. Vậy thì mầu nhiệm nào là mầu nhiệm cao trọng nhất ạ? Một Chúa ba ngôi, đúng rồi. Ngày hôm nay là mừng lễ một Chúa ba ngôi. Giáo hội không chỉ nhắc chúng ta là phải thực hiện lại cái niềm tin của mình, tuyên tín cái niềm tin của mình, mà hơn nữa là làm sao sống được mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi ở đây là gì? Đó là tình yêu và sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Một Chúa lại ba ngôi tuy riêng biệt nhưng lại là một Chúa. Suy nghĩ nó hơi khó hiểu, đúng không ạ? Như Thánh Augustine, Ngài đã chiêm niệm suy nghĩ để giải thích cái mầu nhiệm một Chúa này, Chúa ba ngôi này. Và một ngày kia Ngài ra bãi biển, Ngài nhìn thấy một cậu bé lấy vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ. Thì Ngài nói rằng: tại sao con làm một điều dại dột như thế, một điều không tưởng như thế? Thì cậu bé chỉ trả lời một câu đơn giản, nói một câu đơn giản thôi: con làm điều này còn có thể hơn là những điều mà Ngài đang suy nghĩ, đang muốn tìm hiểu. Nếu chúng ta cứ cố gắng đi tìm hiểu cái mầu nhiệm một Chúa ba ngôi này thì có lẽ một lúc nào đó chúng ta mất đi niềm tin, hơn rằng là mình sống làm sao đưa cái mầu nhiệm một Chúa ba ngôi này vào cuộc sống của mình. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là thể hiện tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là sao? Là Thiên Chúa, Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha và hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Cái tình yêu đó được thể hiện như thế nào? Là Thiên Chúa Cha luôn hướng về Chúa Con. Để làm gì? Để trao quyền năng cho Chúa Con, để trao quyền năng cho con của mình. Và Chúa Con luôn luôn hướng về Chúa Cha, hướng về Chúa Cha vì Ngài yêu thương Chúa Cha và luôn luôn vâng lời thánh ý Chúa Cha, làm theo thánh ý Chúa Cha. Hiệp nhất trong ba ngôi Thiên Chúa là như thế nào? Là từ khởi đầu ba ngôi đã có mặt trong tạo dựng, Chúa Cha sáng tạo, nhưng
Chúa Cha tạo dựng mọi thứ bằng lời của mình. Ngôi lời, lời chính là Chúa Con. Và Chúa Thánh Thần ở đâu ạ? Chúa Thánh Thần là khi Chúa thời sinh khí làm cho con người có sự sống. Vậy ngay từ khởi đầu, ba ngôi đã hiệp nhất, đã làm việc với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đưa cái tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi đó vào gia đình như thế nào? Thực hiện điều đó như thế nào? Và thời buổi ngày hôm nay người ta nói rằng thời buổi 4.0. Nếu mà đưa vào 4.0 trong gia đình thì 4.0, 4 cái 0 đó là gì ạ? Không nghe, không nhìn, không thấy và không quan tâm. Tại sao như thế? Một gia đình có bố, có mẹ, có con. Khi về nhà thì bố cái phone, mẹ cái phone và con cái phone. Và bố không nghe mẹ, mẹ không nghe bố. Mà bố cũng không nhìn mẹ, mẹ cũng không nhìn bố. Mẹ cũng không nghe bố, bố cũng không nghe mẹ. Vợ chồng không nhìn nhau, nghe nhau. Và bố mẹ cũng không nghe, không nhìn, không quan tâm đến con của mình. Vậy nếu chúng ta đưa tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa vào gia đình thì chúng ta sẽ làm gì? Là chúng ta hãy dành thời gian cho nhau để lắng nghe, để nhìn, để thấy, để quan tâm nhau, để hiểu nhau. Và qua đó để hiểu nhau thì chúng ta không có những cãi vã ở trong gia đình. Và cái tình yêu đó mỗi ngày được lớn lên. Đó là chúng ta đưa tình yêu và sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa vào gia đình. Vậy còn nếu chúng ta đưa tình yêu ba ngôi Thiên Chúa và sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa vào cộng đoàn thì như thế nào? Cộng đoàn giáo xứ, mỗi người chúng ta đều có sự khác biệt. Và chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, là anh em của nhau trong Đức Giêsu Kitô. Vậy chúng ta có nên yêu nhau hay không? Chúng ta có cùng một cha? Chúng ta có nên yêu nhau hay không? Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau vì chúng ta có một cha trên trời. Và thể hiện sự hợp nhất như thế nào? Là chúng ta chấp nhận những cái khác biệt của nhau. Yêu là chấp nhận sự khác biệt. Yêu là chấp nhận những tật xấu, những cái tốt, những cái xấu của nhau. Đó là chúng ta đưa tình yêu và sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa vào trong cộng đoàn của mình. Và ngày hôm nay ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta làm tiếp tục truyền giáo, đem Chúa đến với người khác. Nếu chúng ta thể hiện được tình yêu của mình trong gia đình, thể hiện tình yêu của mình trong cộng đoàn, thì đó là một mẫu gương mà chúng ta có thể làm cho người khác thấy được điều đó, là một cách chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho người khác và đem người khác đến với Chúa và đem Chúa đến với người khác. Và một điều nữa là chúng ta thể hiện cái niềm tin của mình trong cuộc sống của mình. Thể hiện niềm tin đó như thế nào? Rất đơn giản. Mỗi ngày chúng ta làm điều đó. Và trước thánh lễ chúng ta làm điều đó. Chúng ta đã tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Khi chúng ta làm gì ạ? Ngay đầu lễ ạ. Làm gì ạ? Làm dấu thánh giá. Là chúng ta đã tuyên xưng niềm tin của mình. Nhớ là làm dấu thánh giá, chứ không phải làm dấu. Làm dấu là khi ở trong khi đến nhà hàng ăn, làm dấu là làm phải làm một cách nghiêm trang để thể hiện mình, thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa ba ngôi. Có những người đúng là làm dấu, làm dấu. Làm là làm chứ không phải làm dấu. Ở đây vậy thì qua bài tin mừng ngày hôm nay, qua thánh lễ ngày hôm nay thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đem tình yêu của mình vào trong gia đình của mình, đem tình yêu và sự hiệp nhất của mình vào chính cộng đoàn của mình. Và qua đó chúng ta, người khác sẽ thấy chúng ta thực hiện điều đó. Đó là một cách mà chúng ta đem Chúa đến với người khác và đem người khác đến với Chúa. Và
qua bài tin mừng và qua thánh lễ ngày hôm nay. Xin Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta biết đem tình yêu và sự hiệp nhất của nơi Ba Ngôi Thiên Chúa vào cuộc sống của mỗi người chúng ta.